kính thưa bà con cô bác đã trả lời vlog Thắng miền Tây. Thì hôm nay cũng mình có một chị ở nước ngoài cũng là cô Xuân Hiền, để cho số tiền mình để đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và những mảnh đời khó khăn. Thì hôm nay mình lại tới chùa Potisaharam, phường 7, thành phố Sóc Trăng, là chùa Sóc Giò đó quý vị. Thì hôm nay thấy sư đang làm tăng xá để cho các sư để ở và nơi tu học. Thì hôm nay tới đây thì mình thấy cũng có sư cũng có phần nào thiếu kinh phí đó, thì mình mục đích ra của số tiền của chị Sư Thiền đang sống ở Mỹ để cho mình đi làm thiện nguyện đó quý vị, thì đi giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Thì hôm nay thì mời cô chú cùng mình để xem sư và tất cả Phật tử tiếp để làm tăng xá đó quý vị, để cho nơi có nơi chỗ ở để cho các sư tu học. Thì hôm nay Thắng miền Tây đến đây và chích số tiền của cô Xuân Hiền để cúng dường cho sư, để có kinh phí để làm tăng xá quý vị. Dù số tiền nhỏ nhưng cái tấm lòng của mình thì rất quý có quý vị. Thì mong bà con cô bác cùng mình để tìm hiểu thêm. Bạn thì xa xa đó thì các sư và các Phật tử nơi Phum Sóc để lợi để tiếp cái làm đổ bê tông và những cái tăng xá cho các vị sư ở nơi có nơi chỗ ở đồ để học tu học có quý vị. Thì hôm nay mình lại tới đây mình cũng đề view cho cô chú để nắm bắt rõ hơn. Thì cũng nhờ cô Hiền, cô Xuân Hiền đang sống ở Mỹ và có gửi số tiền để cho mình đi làm những cứu những mảnh đời khó khăn. Thì hôm nay mình chờ xin cô thì cho mình chích một số tiền để giúp đỡ sư để làm cái hoàn thành cái tăng xá này. Thì ở đây cũng không có mướn thợ, thì ở đây thì cũng có bà con cô bác Phật tử và các sư để làm thôi, chứ không có mướn ai hết. Đây đang làm đây quý vị. Thì dự định bao lâu xong, thì kinh phí đủ hay không thì tí nữa mình sẽ hỏi sư nhì trong chùa này nào các bạn, là kế sư cả đó, để cho biết cái chuyện xây dựng tăng xá này. Thì nói ngay Thắng miền Tây cũng không có học chữ nhiều nên những cái bình luận nào có sai cô bác xin bỏ qua cho. Thì Thắng miền Tây hồi đó có học có lớp 3 quý vị, thì mong quý vị có những lời gì không phải thì quý vị bỏ qua cho. Đây quý vị, thì mình làm cái video ngắn thôi để cho cô chú anh chị đồ gần xa đâu biết được, có mạnh thường quân gần xa để thấy, để có muốn giúp đỡ cho chùa để xây dựng tăng xá cho hoàn thành sớm nhất, thì mình có để số điện thoại trong video để cô bác có muốn giúp đỡ thì liên hệ với mình sẽ đem số tiền cô bác lại đây và giúp đỡ chùa. Đây quý vị, thôi đứng cỡ mà anh năm bình hỏi mà năm hỏi nào hỏi đi hả bình hỏi bia năm là làm cái này là cỡ 2 năm mới rồi đó quý vị. Thì kinh phí rất nhiều, thì bà con cũng biết sẵn làm một cái chùa hoặc là cái tăng xá hoặc là cái gì đó rất là tốn kém, và cái này không có mướn thợ luôn quý vị, thì chỉ có làm phun sóc lại tiếp với mấy sư con để làm thôi quý vị. Thì mình cũng xin nói một lần nữa, cũng nhờ cô Xuân Hiền đang sống ở Mỹ thì có cho mình cho một số tiền để mình đi giúp mảnh đời khó khăn. Mình thấy cái hoàn như cái chùa đang xây dựng như vậy, mình cũng nhờ cô đã có xin cô cho phép để mình giúp đỡ chùa một phần chi phí nhỏ để tăng thêm phước đức quý vị. Thì mình chỉ có làm việc trụ nổi thôi chứ mình không có nhiều để giúp đỡ. Thì đây cái hình ảnh thực tế của mình chia sẻ với quý vị thôi. Thì cái chùa làm phước cho chùa chiền hoặc là những người nghèo
người rất là công đức quý vị, thì mong cô chú thấy thì có muốn giúp đỡ chùa thì liên hệ với mình có lại số điện thoại đó quý vị, rất đông luôn. Thì mời quý vị để xem cái hình ảnh đôi nét về chùa Cô Thi Saharam là phường 7 Sóc Giò, Sóc Trăng đó quý vị, thì mình sẽ cho quý vị biết thêm thông tin thêm. Đây cái video ngắn của mình để làm thôi, để cho cô chú để nắm rõ hơn. Đó. Để mình qua bển mình tiến tới mình sẽ hỏi sư, mình làm cái video ngắn cho quý vị xem thôi. Chứ mình xin cô Xuân Hiền, mình con cũng em cũng chích 1 triệu ra để tiếp chùa 10 bao xi măng, thì mong cô đồng ý và chấp nhận. Đây là cũng một cái phước đức rất to lớn, thì mong cô chấp nhận. Đây. Để tí nữa mình sẽ hỏi vị sư nhì để cho cô chú đồ nắm rõ hơn. Hỏi vị sư cả để chủ trì nơi đây để hiểu biết thêm cái tăng xá đang cắt nha quý vị, thì mời chị Xuân Hiền cũng theo dõi cái video này. Thì cho dạ chào sư ạ. Sư, cái tăng xá này mình cũng định là dự kiến cỡ mấy tháng hoặc là mấy năm mới rồi sư? Chắc là dự định khoảng từ sớm nhất cũng 3 năm ạ. Dạ. Vậy là 3 năm ha. Dạ, 3 năm tại vì kinh phí nó hơi hẹp đó, vì cái vật tư bây giờ nó không có như hồi trước nữa, nó tăng gấp 3 lần vật tư. Dạ. Dù sắt cái cát đá gì nó lên hết trơn xi măng. Rồi những người mặn này là chắc trong khuôn sóc lại tiếp không hả sư, chứ không có mướn ai hết hả? Dạ, cái phần thợ cũng mướn nhưng mà cũng rẻ à, tại vì họ cũng làm công sự sống của họ cũng rất là thiếu thốn, rồi tiếp cũng như là không có bằng như ở ngoài. Dạ. Cũng rẻ hơn ở ngoài. Dạ, tổng cộng các sư trong chùa mình hiện đang tu học đó mấy sư lận sư? Hiện tại là còn 26 vị. Dạ. 26 vậy, bây giờ cái tăng xá của quý sư ở cũ hết trơn rồi, tại vì cái tu sửa hoài không có được làm mới. Dạ. Thì ra cái chùa này nó là rất ra là hơn 300 năm rồi, nhưng mà bây giờ cái tăng xá của quý sư ở thì nó hơi thiếu thốn, nó cũ hết trơn rồi, bây giờ mới làm mới khởi công bữa ngày 6 tây tháng 5 2021. Dạ. Thì nó hơn nửa tháng, gần tháng. Vậy cũng cảm ơn sư. Thì sẵn đây con cũng xích chú số tiền của cô Xuân Hiền ở Mỹ, thì cúng dường cho chùa mình 10 bao xi măng. Cầm lấy khỏi tay. Dạ, hôm nay thì con xích số tiền của cô Xuân Hiền sống ở Mỹ thì cũng cúng dường chùa 1 triệu. Con cũng mong cái video này cũng cô bác gần xa ở sống lên Mỹ có muốn giúp chùa thì liên hệ với con. Con có để số điện thoại trong cái video đó, thì tiếp tục tiếp chùa để cho hoàn thành cái tăng xá này. Yeah. Thì sư có nhắn gửi gì với cô Xuân Hiền đang sống ở Mỹ ạ? Dạ, vậy sư xin thay mặt cho bí sư trong chùa cũng như là ban quản trị đã khởi hành tiến cái sự xây dựng cái tăng xá để cho vị sư ở vậy. Bữa nay thì có cô Hiền bên Mỹ
tiếp nhà chùa được một triệu, vị sư xin thay mặt cho quý sư trong chùa rất là cảm ơn tấm lòng của cô Xuân Hiền. Vị sư cũng xin chúc cô Xuân Hiền gặp được nhiều may mắn, khăn vạn hạnh trên sự nghiệp của mình là thành công, và sự giúp đỡ của cô Hiền rất là quan trọng đối với nhà chùa, cũng như là tấm lòng của cô Hiền được sự an vui và tốt lành trong cuộc sống hàng ngày của họ. Xin nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, nam mô Phật, nam mô Phật, nam mô Phật. Cảm ơn sư rất nhiều ạ. Dạ.